Đây hướng đây là cổng chính, còn đối diện qua là cái công viên và hồ bơi của trong khu Khang Điền. Ở chỗ này view rất là đẹp. Hầu như trên lầu, trên sân thượng cũng có hoa giấy của mình đó anh chị cô chú. Dạ, giữa qua Kiển Nguyên Không xin mến chào anh chị và cô chú. Dạ, cái cây này là cái cây mai tối hôm trước mình có mua là anh chị cô chú. Mình thấy đẹp quá. Thì bông từ 5 cánh cho đến 12 cánh anh chị cô chú. Thì bây giờ bông đang bắt đầu nở. Và mình khi mình mua về thì người anh của mình ở trên Sài Gòn nói cái cây đẹp quá Không ơi. Mình thấy vậy thôi, mình để lại cho anh Sài Gòn chơi. Thì bây giờ mình sẽ vận chuyển cái cây này lên Sài Gòn bằng đường xe tải. Thì khi đi ảnh có lấy thêm một cái cây bông hoa giấy được ghép là 5 màu. Thì cái cây này đang ra búp với anh chị cô chú. Và mình có đem theo là sơ dừa đến lên trển. Và mình mua chậu đem theo để hỗ trợ trồng cho ông anh của mình ở Sài Gòn luôn. Công nhận bông mai búp quá trời búp luôn. Thì một ngày tại giữa qua Kiển Nguyên Không bán những loại hoa giấy này cũng được vài cây anh chị cô chú. Đặc biệt là những cây hoa giấy này mình lấy của nhà vườn mình là tại thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp. Thì những cây hoa giấy này người anh của mình trên Sài Gòn cũng lấy của mình cũng là trên chục cây anh chị cô chú. Trang trí rất là đẹp, và cái cổng, đặc biệt là cái cổng rào view rất là đẹp trong cái khu vực của Khang Điền. Rồi khi nào tới thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ quay lại cho anh chị cô chú xem. Vậy là buổi tối hôm nay mình đang có mặt tại khu Khang Điền của thành phố Hồ Chí Minh, là tới nhà của anh Lâm mình đó anh chị cô chú. Những cây hoa giấy và những cái hoa kiển nhỏ còn ở giữa Nguyễn Thông không về anh Lâm trang trí rất là đẹp. Và cái cây mai, cây mai mình cũng vừa tới và cũng cho vô chậu luôn anh chị cô chú. Chậu rất là đẹp, rất là xứng với cây mai. Còn không gian bên ngoài của nhà anh Lâm mình trang trí những cây bông hoa rất là đẹp. Tầng trên là có những cây hoa giấy, tầng trung là có những cây hoa hồng, tầng dưới là có những cây trúc nhật. Khúc kia là cái cây vú sữa là đó, cách nay cũng năm mấy hai năm mình có đem cây lên trồng cho anh Lâm mình đó, anh chị cô chú. Nay nó ra nhánh ra tàn rất là sung, rất là đẹp. Đây hướng đây là cổng chính, còn đối diện qua là cái công viên và hồ bơi của trong khu Khang Điền. Ở chỗ này view rất là đẹp. Hầu như trên lầu, trên sân thượng cũng có hoa giấy của mình đó anh chị cô chú. Đây, cây vú sữa. Vú sữa là vú sữa trái trắng. Vú sữa hồi xưa cây này cũng cỡ trên 20 năm rồi anh chị cô chú. Trồng nay cũng 2 năm mà tàn ra rất là nhiều, rất là đẹp. Còn đây là cổng mấy hông nhà, cũng có một vàng hoa giấy leo trên cổng. Kế bên có cây ăn trái như cây cóc, cây mận, cây xoài luôn. Lúc trước có mấy cây ổi, mà mấy cây ổi này, cây ổi nằm dưới gốc đây nè anh chị cô chú. Rồi cây ổi này nó ra cái nhánh cao, nó bị rậm quá thành ra nó vượt cái ngọn lên cao.
Rồi bây giờ mình đứng phía trong nhà mình quay ra. Nói chung anh chị đây cũng rất là chịu chưa qua kiển trưng bày bố trí những cây rất là đẹp, phối hợp với những ánh đèn lung linh trên cây, có gắn những cái chùm lồng đèn đỏ có sắc sưng này ha. Đây là cây mai của Nguyễn Thông, quá đẹp luôn anh chị cô chú. Bây giờ nó đang trổ từ từ. Ngày mai mình sẽ trang trí những cái thiệp, những cái dây đèn, những cái lồng đèn lên. Đó, cái chậu là anh chị cô chú, chậu cô đôn. Mình chở từ thị xã Gò Công mình lên luôn. Chậu chỉ có giá là 900.000 đồng. Công nhận cái cổng rất là đẹp. Rồi bây giờ cũng tối, ngày mai mình sẽ quay cái không gian bên ngoài công viên, hồ bơi cho anh chị cô chú xem. Dạ chào buổi sáng tất cả mọi người. Thì sáng nay mình sẽ quay lại cái cảnh cái công viên ở nhà anh Năm ở trên Khăn Đèn trên Sài Gòn cho anh chị cô chú xem. Đó, thật ra cái qua giấy làm cổng hàng rào rất là đẹp. Cái hàng rào này làm cũng được khoảng trên một năm anh chị cô chú, mà nay nó bò dày khít luôn. Thì cái chỗ này view rất là đẹp ha. Thì bên đây là có cái công viên và có hồ bơi. Thì cái căn nhà có năm này thường thường những khách đi ngang họ cũng xin chụp hình quay phim. Nói chung là view rất là đẹp. Ở phía dưới thì anh có trồng những cây trúc nhật có tên là trúc quy hoàng, thôi những hoa hồng. Cây vú sữa này trồng cũng được cỡ 1,5 năm anh chị cô chú, tàn ra rất là đẹp và đang có bông luôn. Còn hàng rào mấy hông thì ảnh phối hai màu, vừa màu tím và màu đỏ. Còn phía trên lầu, trên ban công thì ảnh cũng xài những loại bông giấy khác. Đó là cây mai vàng này cũng nở tương đối nhiều rồi anh chị cô chú, mà búp vẫn còn rất là nhiều ha. Rồi hôm qua mình lên Sài Gòn chơi, hôm nay trưa nay mình về thị xã Gò Công. Thì thời lượng video cũng dài, anh chị cô chú xem thiết kế cái không gian sân vườn nhà thấy đẹp thấy hay, cho Nguyễn Thông xin một like và đăng ký và nhấn chuông thông báo mình sẽ ra những video tiếp theo cho cả nhà xem. Và bây giờ Nguyễn Thông xin phép chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau.